sau khi con gái tên Nguyễn bình phục sức khỏe, tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn tài trợ 30 tỷ chống Covid-19 và giúp đỡ dân miền Tây. Tiền Nguyễn, em chồng Tăng Thanh Hà, là trường hợp nhiễm Covid-19 thứ 32 tại Việt Nam. Cô được gia đình thuê máy bay riêng từ Anh về Việt Nam ngày 9 tháng 3 và đến 19:30 cùng ngày thì được xác nhận dương tính với Covid-19. Giữa thời điểm nhạy cảm của dịch bệnh, tin vui Tiền Nguyễn, em chồng Hà Tăng có kết quả âm tính lần 1 với virus Covid-19 sau thời gian cách ly và chữa trị khiến nhiều người vô cùng an tâm. Được biết, sức khỏe của Tiền Nguyễn đã dần ổn định, cô có thể được xuất viện trong vài ngày tới. Đáng chú ý, bố mẹ Tiền Nguyễn, vợ chồng tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn cũng đóng góp 6 tỷ đồng để trang bị 9 máy áp lực âm hỗ trợ điều trị Covid-19. Đây là hành động đáng ngưỡng mộ, nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng. Sáng ngày 20 tháng 3, doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn thông báo sẽ ủng hộ 30 tỷ đồng chống dịch và giúp đỡ người dân miền Tây. Tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, trong đó 5 tỷ để giúp đỡ người dân miền Tây, 25 tỷ đồng còn lại được chuyển thành trang thiết bị chung tay cùng chính phủ chống dịch. Phía gia đình Tiền Nguyễn cho biết sẽ chung tay đóng góp hết sức có thể vì cộng đồng.